Này, hai đứa kia có nghe lời không ấy? Các chị ơi, em thoát ra vào lại nào, mọi người vào lại giúp em đi nào. Mọi người vào lại nào, mọi người vào lại giúp em nhá. Ơ này, lâu lắm không thấy chị Minh Vĩ Trần tên nào. Nào mọi người ơi, em thoát ra vào lại, các chị vào lại giúp em nhá. Mọi người vào lại xem giúp em đi nào, các chị nào vào lại chia sẻ lại giúp em nhá mọi người nhá, tại vì do mạng lag quá. Mọi người vào lại có thấy đỡ hơn không ạ? Mọi người vào lại xem có thấy đỡ hơn không nào, comment để em biết nào các chị. Mọi người vào xem lại có đỡ hơn không? Hello Tống Mai Anh nha. Nào các chị vào lại nào, mọi người vào lại xem nào, xem có đỡ hơn không nào. Các chị ơi, các chị vào lại cho em đi nào, các chị vào lại giúp em nhá. Các chị vào lại chia sẻ lại giúp em nào, mọi người vào lại chia sẻ lại giúp em nha. Mọi người có thấy em like có thông báo không ạ? Em like mọi người có thể có nhận được thông báo không ạ? Nếu mà những ai mà em like chưa nhận được thông báo thì mọi người vào trang cá nhân nhá. Nếu mà em like các chị chưa nhận được thông báo thì các chị có thể vào trang cá nhân. Ấn theo dõi nha. Ấn theo dõi Facebook Lương Thị Quyên nhá các chị nhá. Ấn theo dõi Facebook Lương Thị Quyên ở chế độ xem trước ạ. Đâu xem nào. Nào mọi người vào lại giúp em chia sẻ lại giúp em nào. Chia sẻ lại giúp em nha. Rồi ok, có em, cảm ơn chị Tâm Tít. Nào mọi người ơi, những ai mà khi em like mà không có thông báo nhá, các chị vào Facebook Lương Thị Quyên, ấn ở chế độ xem trước nha mọi người nhá. Ấn ở chế độ xem trước, khi em like các chị sẽ nhận được thông báo nha. Sẽ nhận được thông báo em like nhá mọi người nhá. Xin chào chị Thi Ốc này, xin chào chị Phương Nguyễn này. Xin chào chị Ngọc Tú Nguyên nha, chào tất cả những ai đang xem livestream của em nha. Mọi người vào lại chia sẻ lại cho em nhá. Mọi người vào lại chia sẻ lại cho em nào. Rồi ok, cảm ơn cô Trung đã chia sẻ này. Ơ mẹ bảo chị chuyển khoản cho đi. Chia sẻ nhiều rồi ok, Tống Mai Anh đã chia sẻ. Mỹ Anh ơi, đóng hẳn vào, chốt nào. Xin chào chị Lê Tươi. Nào mọi người chia sẻ nhiệt tình nhá. Hôm nay em sẽ dành ra 5 váy này các tình yêu này. Đây rồi, 10 nhóm chợ rồi nhé gái. Ok, cảm ơn chị Hà Linh Đoàn. Em sẽ dành ra 5 váy nhá. Em sẽ bán với giá 59k dành cho các chị chia sẻ livestream này. 59k váy này dành cho các chị chia sẻ livestream nhá. Toàn bộ là váy rất là xinh luôn. Đây, toàn bộ váy xinh luôn này các tình yêu này. Nhưng mà mọi người phải chia sẻ thật nhiều cho em cơ. Mọi người phải chia sẻ thật nhiều cho em, tại vì em đang bị hạn chế tương tác. Nên là mọi người chia sẻ thật nhiều cho em. Đấy. Xem rõ chưa chị Hằng? Xem rõ chưa? Xin chào chị Trần Thương nha, xin chào Lý Lì nha. Em xin chào chị Nam Nguyễn. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em. Hôm nay em sẽ dành ra 5 váy luôn nha. 5 váy dành tặng cho các chị nhá. Dành tặng cho các chị luôn. Mọi người chia sẻ thật nhiều vào hội nhóm chợ. Những ai đã chia sẻ thì comment cho em biết nha. Nào mọi người ơi, lên 31 người xem rồi mọi người ơi. Đỡ nhiều rồi nha Lý. Tớ cũng đỡ nhiều rồi. Rồi ok, Khánh Nguyên, Khánh Uyên đã chia sẻ này. Chị Vui Vui đã chia sẻ nha. Lý chia sẻ giúp mình nhá. Xin chào chị Phạm Ngọc Lan ạ. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em. Hôm nay sẽ dành ra 5 váy nhá. Dành ra 5 váy sẽ bán giá 59k dành cho các chị chia sẻ cho em này. 59k váy hoa như em đang mặc với các tình yêu này. Váy hoa rất là xinh luôn nhá. Chỉ với giá 59k thôi. Rồi, mọi người lên 40 nhóm này. Nào, mọi người chia sẻ thật nhiều để tăng view, em sẽ bán 59k cho các chị nhá. Được. Nào,
Mới hết luôn được mà. Về bận cá không có thời gian hỏi thăm đi. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều nha. Chia sẻ cho mình nha Lý nha. Chia sẻ thật nhiều nha. Năm váy này em sẽ bán với giá 59k rồi nha các chị nhá. Năm váy này em chỉ bán với giá 59k thôi. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều lên hội nhóm cho em để tăng view lên đi ạ. Em bị hạn chế tương tác nha, mọi người phải chia sẻ cho em nhá. Năm váy này sẽ bán với giá 59k dành cho các chị đã chia sẻ này. Váy như em đang mặc nha các chị nhá. Váy như em đang mặc đủ màu luôn sẽ bán 59k dành cho các chị đã chia sẻ. Nào mọi người chia sẻ cho em nào. 59k rồi nha các tình yêu nhá, 59k này. Chia sẻ mạnh lên thì em sẽ tặng luôn nhá. Chia sẻ mạnh, chia sẻ thật nhiều lên. Váy em đang mặc sẽ bán 59k dành cho mọi người chia sẻ. Đấy, mọi người chia sẻ cho em đi. Váy này sẽ bán 59k dành cho các chị chia sẻ này. Tăng view, tăng ít nhất là 100 view nhá các tình yêu nhá. Tăng ít nhất lên 80 đến 100 view ạ. 80 đến 100 view nhá. Bây giờ mọi người chỉ cần chia sẻ cho em thôi. Mọi người chỉ cần chia sẻ cho em thật nhiều thôi nha. Những chị nào đã chia sẻ rồi comment để em biết, để mọi người là mọi người đã chia sẻ cho em nhá. Những chị nào đã chia sẻ rồi thì comment để em biết là mọi người chia sẻ cho em rồi nè. Mọi người thật chia sẻ thật nhiều hội nhóm nè. Năm váy này em sẽ bán với giá 59k dành cho các chị nè. Nhá, năm váy này em sẽ bán giá 59k dành cho các chị chia sẻ like. Dành cho các chị chia sẻ live stream ạ. Những người mặc váy này rất là xinh nhá. Em có thấy chị Nhật Lệ nhá, có nhìn thấy nhá. Nào năm váy này em sẽ bán 59k dành cho mọi người chia sẻ like nè. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nhá. Chia sẻ thật nhiều cho em, chia sẻ nhiều vào hội nhóm cho em đi nào. Nào các chị ơi, 59k thôi nha, 59k nhá. Mọi người chia sẻ tăng view lên đi, tăng view lên. Tăng view lên để em sẽ bán váy giá siêu rẻ cho các chị. Chị nào đã chia sẻ rồi nè. Rồi ok, chị Thảo Ngọc đã chia sẻ rồi nè. Chị nào đã chia sẻ rồi ạ? Chị nào đã chia sẻ thì comment cho em biết là các chị đã chia sẻ live stream cho em rồi nhá. Nào mọi người đã chia sẻ comment cho em biết nè. Chia sẻ thật nhiều, chia sẻ nhiệt tình nhá. Cho chị xem cáo cái chấm bi. Đây cái chấm bi đây chị Nhâm Giao này. Chấm bi đây nhá. Chấm bi đây, 59k em sẽ bán 59k dành cho mọi người chia sẻ. Mọi người chia sẻ phải tăng view mạnh lên cho em. Tăng view mạnh lên cho em thì em sẽ bán rẻ, rất là rẻ cho mọi người luôn. Đấy, mã nào em cũng sẽ bán rẻ cho các chị luôn. Mã nào cũng bán rẻ, mọi người chia sẻ nhiều lên trang cá nhân cho em đi. Rồi ok, cảm ơn chị Nguyễn Ly đã chia sẻ cho em rồi nè. Mọi người chia sẻ thật nhiều lên trang cá nhân nhá. Thật nhiều lên trang cá nhân, thật nhiều vào hội nhóm cho em đi. Chị Nhâm Giao đã chia sẻ, cảm ơn chị này, chị Phạm Thị Nhung này. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nào. Chia sẻ nhiều vào hội nhóm chợ cho em nào các chị nào. Em không thấy nghe. Rồi ok, em sẽ set inbox. Sẽ có người set inbox cho chị nhá. Bộ em mặc bao nhiêu, váy em mặc em sẽ bán 59k cho mọi người. Chia sẻ live stream ạ. Áo Adidas và chân váy kẻ còn nha Lý ơi. Rồi cảm ơn chị Bảo Khang Lê này. Mọi người chia sẻ thật nhiều. Chị chỉ chia sẻ 20 nhóm thôi nhá. Rồi ok, cảm ơn chị Nhâm Giao. Cảm ơn chị nha, 20 nhóm em đã rất cảm ơn chị rất là nhiều rồi ạ. Nào mọi người ơi, xin chào chị Nga Trần nha. Chị thì Vịt Thuận Yến đã chia sẻ rồi ạ. Em thấy mọi người đã chia sẻ ủng hộ em rất là nhiều rồi mà sau view nó lại không tăng được nhờ các chị nhở. Tại vì là em đang bị hạn chế tương tác các chị. Bị hạn chế tương tác nên là em rất cần mọi người chia sẻ thật nhiều cho em. Đấy. Rồi cảm ơn chị Nhật Lệ đã chia sẻ 20 nhóm rồi này. Cảm ơn tình yêu rất là nhiều. Nên là mọi người chia sẻ thật nhiều vào hội nhóm chợ cho em để tăng view lên nhá. Chào Ly, chị Anh Ngọc đây. À chị Anh Ngọc. Rồi ok, mới đổi tên là chị. Chị mới đổi tên ạ. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nha. Thật nhiều vào hội nhóm chợ cho em là tăng view lên. Em sẽ bán cái mã này rất là rẻ cho các chị nhá. Chị Thanh Hoàng ơi, em gửi áo cho chị rồi nhá. Em sẽ bán những cái mã này chỉ với giá 59k thôi cho mọi người. Nhưng mà em phải
đông người tăng view lên thì các chị mới có thể mua được nhá. Vâng, dạo này em nghỉ suốt mà chị My. Hôm trước mua em đẹp lắm, chị chụp đăng lên. Rồi, tí nữa em sẽ vào xem nha. Cảm ơn chị Nhâm Giao ạ. Cảm ơn tình yêu. Chị mặc đẹp cho em xin một cái feedback để em chân váy kẻ sai S. Một áo đắt hồng à? Rồi ok, một áo đắt hồng này, chân váy kẻ sai S, chân váy xòe đúng không? Chân váy xòe đúng không Lý? Cảm ơn chị Bùi Nguyệt đã chia sẻ này, chị Cẩm Hằng Lê đã chia sẻ này. Xin chào chị Đỗ Thanh Hải nha. À, lấy mẫu nào cứ inbox cho tôi nhá. Inbox ảnh cho tôi đi, chân váy đắt hồng thì biết thì ấy rồi, nhưng mà chân váy kẻ nào. Các chị ơi chia sẻ thật nhiều cho em nhá, em sẽ bán những cái mã này 59k thôi này. Đấy, 59k thôi. Rồi chị Vì Thuận Yến này, mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nào. Em đăng lại cho xem nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nào. Đẩy view mạnh lên một tí nhá, đẩy view mạnh lên một tí cho em sẽ bán hết 5 mã, em sẽ chốt 5 mã luôn. Bao nhiêu rồi chia sẻ? Em sẽ bán 5 mã luôn với giá là chờ nha, em bán hàng mãi. Chân váy kẻ chữ A cơ, chân váy kẻ chữ A, không biết là còn S không ấy. Hình như chỉ còn chân váy xòe thôi Lý ạ. Cái nhỏ thì Lý mặc chân váy xòe. Đây, lên 41 người rồi, mọi người đẩy lên 100 cho em đi. Nào, đây, váy như em đang mặc đây chị Âm Dao này, em sẽ bán 59k dành cho mọi người chia sẻ. 59k em bán 5 cái luôn nhá, 5 mã luôn nhá, ai cũng có thể mua được nhá các chị nhá. Đây, 5 mã luôn. Bán siêu rẻ luôn cho mọi người rồi, đấy. Bán siêu rẻ đến cho mọi người rồi mà sao mọi người phải chia sẻ thật nhiều cho em để em có thể tăng view mạnh lên, để em bán mã nào cũng rẻ, em sẽ nghĩa là hàng em sẽ sell hết nhá mọi người nhá. Em sẽ sell hết luôn, sell hết rẻ dành cho các chị luôn. Sell sốc luôn nhá, mã nào cũng sell luôn, nhưng mà mọi người phải chia sẻ thật nhiều. Đông người lên thì em bán sẽ nhanh hơn, em sẽ có nhiều mẫu mã mới dành cho các chị luôn. Nên là mọi người phải chia sẻ thật nhiều cho em. Các chị vào sau chia sẻ đi nào. Mọi người vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ đi nào. Tại sao lại không tăng được lượt view lên là thế nào nhỉ? Em thấy các chị đã chia sẻ cho em rất là nhiều rồi mà. Đấy, mọi người là nhớ ấn theo dõi Facebook nhá. Mọi người nhớ ấn theo dõi Facebook ở chế độ xem trước. Đấy, nhớ ấn theo dõi Facebook ở chế độ xem trước để khi em like. Kẹp tay nhá Hùng á. Để khi em like ý, các chị có thể em ui mét 63 mặc tới đâu vậy chấm bi. Không thì lấy quần sóc trắng đính đá. À ừ, quần sóc trắng đính đá đây này, là mặc cái quần sóc trắng đính đá này đẹp đấy. Mà em đang mặc thì không có trắng đâu chị Lê Hằng ạ. Đây này, sóc trắng đính đá này đẹp này, lấy sóc trắng này mặc đẹp quá luôn. Sóc trắng đẹp cực kỳ luôn. Mỹ Anh có nghe thì ông ấy kẹp tay nhá. Đấy, sóc trắng đính đá nha, nếu mà lấy thì cứ chụp ảnh màn hình vào đi. Xong rồi inbox cho tôi. Cái chị ơi sao lại ngày càng chụp view nào, mọi người chia sẻ nhiều vào cho em nào. Chia sẻ thật nhiệt tình cho em nhé, để tăng view lên để em bán hàng sốc, bán hàng rẻ cho mọi người nào. Mọi người chia sẻ lên 100 view em sẽ bán váy như em đang mặc chỉ với giá 59k, bán 5 mã này. 5 mã váy như em đang mặc sẽ bán giá 59k nha, nhưng mà mọi người phải chia sẻ lên 100 view cho em cơ. Buồn ghê. Mãi không tăng được 50 view, mọi người phải tăng lên đến 50 view trở lên. Đến 100 view thì em mới có thể bán váy 59k dành cho các chị được. Mọi người phải chia sẻ nhiều vào cho em nhé. Mọi người phải chia sẻ nhiệt tình cho em đi. Mọi người yêu quý em, chia sẻ ủng hộ em đi nào. Vậy lấy một áo đắt hồng với một sóc trắng đính đá nha. Rồi ok, mai có gửi luôn không? Chia sẻ tiếp rồi đấy, các chị chia sẻ nhiệt tình lắm rồi nhá. Em thấy mọi người chia sẻ nhiệt tình lắm rồi ấy, mà không tăng được tí nào luôn ấy. Mạng dạo này nó làm sao các chị ạ? Mạng dạo này nó cứ hạn chế tương tác, buồn ơi là buồn. Bị anh ơi. Con giòn rồi. Cẩn thận lên.
Bố chưa về đâu. Bố nói vậy thôi. Rồi ok, em sẽ bán hàng nha mọi người nhá. Em sẽ vừa bán hàng, mọi người vẫn chia sẻ cho em. Lên đông người xem thì chắc chắn là em sẽ chốt luôn. Chốt luôn 5 mã cho mọi người luôn. Ok, mai gửi luôn nhá. Sóc trắng là 90k. Áo đáp là... Sóc 90k hả mẹ? Sóc trắng á? Sóc trắng là 90k, áo đáp là 70k nhá. 160 cả bộ luôn, cộng với 30k thì tip nhá. Mai gửi luôn nhá. Nào các chị nào, mọi người chia sẻ nhiệt tình lên. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em. Nhưng mà vẫn chưa đặt bốc 59k. Em sẽ bán cái mã váy này nhá. Bán cái mã váy này lỗ vốn luôn cho mọi người nè. Bán bao nhiêu tiền được rồi? 99k nha mọi người nha. 99k. Em bán 99k mã váy này cho mọi người này. Có đen này, có đen có hồng nhá. Đây, có đen có hồng này, có đen có hồng và có xanh có vàng luôn. Cái vàng này thì size bé, em để em bán xong. Có đen có hồng có xanh nhá, ba màu luôn. Em sẽ bán 99k dành cho các chị đấy. 99k dành cho các chị 53 cân quay đầu. Ai lấy thì comment màu kèm số điện thoại cho em. 99k thôi, bán gọi là có lỗ vốn rồi. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em rồi nhưng mà không thể tăng view lên được, quá buồn luôn. Nào, 99k là ai lấy màu nào comment màu đấy cho em nào. Màu xanh rất là mát luôn này. Màu xanh cực kỳ mát, màu hồng và màu đen, ba màu luôn. Ai lấy màu nào comment màu kèm số điện thoại cho em. Chất thì là chất von lụa rồi. Chất von quá đẹp rồi, mọi người không phải suy nghĩ về cái chất này nữa. Tại vì chất này quá đẹp luôn. Các chị có ưng mẫu này không? Nếu mà các chị cao trên 1m6 thì các chị mặc sẽ chớm gối nhá. Cao trên 1m6 thì sẽ mặc chớm gối như em đang mặc đây. Còn các chị cao dưới 1m6 thì các chị sẽ mặc qua gối luôn. Mặc qua gối nha các tình yêu nhá, mặc qua gối luôn. Ai lấy comment cho em, chỉ với giá 99k thôi mọi người ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em nào. 99k nhá. Con tự ti đi. Cửa nhà vệ sinh bên trong đây. Nào các chị chia sẻ lên cho em. Có ai lấy cái mã này không ạ? Không ai lấy mã này em qua mẫu nha mọi người nhá. Có ai chốt mẫu này thì comment cho em. Mẹ anh ơi làm gì cứ mình ấy. Chị lấy váy em đang mặc. Rồi ok. Chị Lê Hằng lấy đi cho em xin số điện thoại nhá. Comment xanh 99k kèm số điện thoại cho em. Xanh 99k kèm số điện thoại cho em. Váy em đang mặc là đen. Chị Bùi Nguyệt comment đen 99k kèm số điện thoại cho em để em chốt nha mọi người nhá. Comment số điện thoại cho em để em chốt nào các chị nào. Chia sẻ thật nhiều cho em nhá. Em sẽ bán rất là rẻ dành cho mọi người thôi. Các chị chia sẻ nhiều, em sẽ bán rất rẻ cho mọi người nhá. Qua mẫu này các chị này. Em sẽ qua mẫu khác nha. Mọi người chia sẻ ít nhất là 5 lần nhá. Mọi người chia sẻ ít nhất là 5 lần hoặc là nhiều hơn có thể vào hội nhóm cho em nha. Chia sẻ ít nhất là 3 lần lên trang cá nhân và 5 lần vào hội nhóm chợ nhá. Chốt xanh cho chị Lê Hằng rồi ok, chốt xanh cho chị Lê Hằng. Mấy ơi mẹ ông chốt các anh ạ. Qua mẫu khác nha các chị nhé.
Mạng chán quá, mạng hôm nay giật lắm chị ạ. Mạng hôm nay kém. Thì chị muốn mua thêm thì chị vào chọn thêm ạ. Nào các chị chia sẻ thật nhiều vào cho em nào. Chia sẻ thật nhiều vào cho em nha. Đổi mẫu này các tình yêu này. Chuyển qua một mã phông thái nha. Không về nữa đâu mà lâu với chẳng không lâu gì. Rồi ok, cảm ơn chị Hà chia sẻ 16 17 lần rồi, cảm ơn tình yêu nhá. Thì em cũng chỉ cộng luôn 30k phí ship, mua lại cũng không phải trả thêm gì nữa ạ. Đây nha, em sẽ qua cái mã này này các chị này. Rồi ok, chị Hậu có thể chọn tiếp nhá. Mỹ Anh bảo Mỹ Anh mở cửa cho. Nào các chị nào, tiếp mã này nào các chị nào. Tiếp mã này nha, em có trắng với vàng này. Trắng vàng đỏ nhá, nhá mã hàng Thái này. Em có màu trắng, màu vàng và màu đỏ. Màu trắng, màu vàng và màu đỏ nhá chị nhá. Hàng Thái siêu đẹp luôn. Bỏ tay ra đó. Làm gì đây? Đi đường kia. Màu trắng, màu vàng và màu đỏ này các chị này. Mã này là hàng Thái nhé mọi người nhé. Hàng Thái chất phong zip này. Chất phong zip rất là đẹp luôn. Ba màu này. Màu trắng, màu vàng và màu đỏ nhá. Em đang sale nhá, 150 sale xuống còn 90k. 150 sale xuống còn 90k nhá. Đây. Rộng rãi thoải mái này. Chín mươi k một áo nhá, màu trắng, màu đỏ và màu vàng. Ai lấy màu nào thì comment cho em. Các chị tầm khoảng từ 40 cân đến 60 cân vừa nhá. Từ 40 cân đến 60 cân vừa này, hàng Thái rất đẹp luôn. Chất phông zip này. Đấy, chất phông zip rất là co giãn đẹp luôn nhá. Ai lấy mã này thì comment cho em. Ai lấy mã này comment cho em nhá. Có cả màu đỏ luôn các chị nhá. Đây, mã này có cả đỏ luôn này. Có trắng, có vàng, có đỏ. Váy bao nhiêu? Váy như em đang mặc chân váy xòe này các chị này. Chân váy xòe bên trong có quần nhá. Nào mọi người chia sẻ nhiều cho em đi nào. Các chị chia sẻ nhiều cho em đi các chị ơi. Tăng view, đông người xem em sẽ bán sale một số mẫu nhá. Sóc bò rách không? Sóc bò rách em cũng có chị ơi. Đây nha, chân váy như em đang mặc này các chị này. Đấy. Chân váy như em đang mặc nhá. 100k nhá, chân váy là 100k. Đây, bò ấy có nhiều mã lắm, bò giấy này. Bò giấy rách 60.000. Bò giấy rách 60k này. Hàng siêu đẹp luôn. Chất có giãn dễ chịu cực kỳ luôn. Chất này các chị. Sướng không? Chất bò giấy rất là mềm này. Rất là mềm đẹp luôn nhá. Siêu mềm, siêu đẹp luôn. Có chị nào chốt áo như em đang mặc không nào? Chị nào chốt áo như em đang mặc comment nhá. Chân váy em đang mặc này các chị này. Chân váy em đang mặc có hai size M và size L nhá. 100k một chân nha. Size M thì các chị dưới 50 cân. Khoảng các chị tầm khoảng 46, 47, 48 cân ấy. 48, 49 cân là mặc size M. Có size L các chị trên 50 cân nhá. 51, 52, 53, 54, 55 cân. Cũng mặc vừa tại vì em mặc thoải mái luôn. Đấy, còn tùy theo chiều cao của các chị có thể comment chiều cao cân nặng và để em tư vấn chân váy. Rồi ok, chị Hoa Cỏ Mây lấy áo đỏ này. Cho chị Hoa Cỏ Mây một áo đỏ nhá. Quần khóa em cũng có nhá, chị Hoa Hồng Xanh ơi. Không có 20 người thì báo gì. Rồi chốt cho chị Hoa Cỏ Mây này.
Em thử quần khóa cho mọi người xem, quần khóa em cũng có đây. Quần khóa em cũng có này, đây quần khóa đây chị Hoa Hồng Xanh này. Size M thì dưới 50 cân mặc vừa nhé chị ơi, chân váy là 100. Chân váy là 100k đây, quần sóc đây. Quần sóc khóa đây, hàng Vin Việt đây nhé, nhá, hàng này là 100 mốt. Hàng này là 100 mốt nhá, hàng đẹp luôn này. Đấy, hàng quá đẹp luôn nhá. Ở các chị có một sản phẩm thì cố gắng là chọn thêm một sản phẩm nữa, là hai sản phẩm để mai em ship cho bõ ship nhá, cho bõ tiền ship của mọi người ấy. Đấy, em sẽ thử shop bò cho các chị xem. Mọi người chia sẻ nhiều vào nào. Mọi người chia sẻ nhiều cho em nghe, em thử shop bò cho các chị xem này. Em thấy đấy, em chân váy khỏe đấy, nó cũng có quần bên trong mà. Mọi người phải chia sẻ nhiều vào hội nhóm chợ, tăng view nhé mọi người nhé, phải tăng view, đông người lên xem thì em mới có thể tặng quà cho các chị được. Em xem chấm bi ở tường, chấm bi cam rồi, ok, chấm bi cam thì là zoom nhé chị nhá. Đây chấm bi cam đây, chị nào muốn xem chấm bi cam ạ? Chấm bi cam này là zoom này các chị này, đây zoom nhá, zoom này dành cho mọi người từ khoảng 53 cân quay đầu mặc vừa, 53 cân quay đầu mặc vừa nhá các chị nhá. Zoom suông này, zoom quần sớ rất là đẹp luôn, 150 là zoom này, zoom hàng đẹp nhé mọi người nhá, zoom hàng đẹp là 150 này, zoom ống sớ nhé các chị nhá, rộng rãi thoải mái luôn. Đây nha mọi người nha, đây shop bò này, shop bò khóa đây nhá, shop bò khóa đây nha các chị nhá, đủ size SML nhá các chị nhá, quần khóa này là 101 này, 101 hàng co giãn rất là dễ chịu luôn, đấy. Size S dành cho các chị tầm khoảng 45-46 cân quay đầu, size M dành cho các chị tầm khoảng 50 cân quay đầu, và size L dành cho các chị 52-53 cân quay đầu nhá. Em xin chào thay đổi cuộc sống ạ. Hôm nay chị có mua gì thêm không, để mai em gửi hàng luôn cho chị nào. Đây mọi người này, em tiếp cái áo mạ đá hàng Thái này. Đấy, bán cái mã này nhá, sale sẽ rẻ luôn, 150 em sẽ sale xuống còn 100k, 150 xe xuống còn 100k. Áo đá hàng Thái như em đang mặc này, áo này em có đủ màu luôn. Đây áo này rất là đẹp luôn nhá, đủ màu luôn cho các chị lựa chọn này. Ai mua, ai chia sẻ live stream ngày hôm nay em sẽ bán 90k cho mọi người nhá. Ai chia sẻ live stream thì sẽ bán 90k cho các chị này, 90k hàng Thái xịn luôn. Đây, đá này đá đính thủ công luôn nhá, đá rất là sáng luôn, có đen này các chị này, đỏ đen nhá, xanh rêu này, hàng Thái xịt đẹp luôn, đỏ đen xanh rêu, trắng và vàng nhá.
đỏ, đen, xanh, rêu, trắng và vàng nhá. Ai lấy màu nào comment màu đấy giúp em. Từ 40 cân đến 60 cân vừa cái mã áo này. Từ 40 cân đến 60 cân vừa luôn nhá chị nhá, vừa luôn. Đây, em có đủ màu luôn. Ai lấy thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Màu đỏ này, màu vàng này, xanh rêu này, đen này và có cả trắng luôn. Có cả trắng nhá, đá của nó các chị có thể nhìn này. Đá của nó đính siêu đẹp luôn. Có ai chốt mã này không nào? Em đang sale rẻ lắm. Em đang sale là 90k thôi. Ai chốt thì nhanh tay nhá. Ai chốt mã này thì nhanh tay comment cho em. Đủ màu luôn. Có ai chốt mẫu này không nhở? Đầm màu xanh lúc nãy em còn. Chị Hoa Cỏ Mây ơi, chị lấy thì comment đầm xanh 99k cho em nhá. Đầm xanh 99k hoa lụa rất là đẹp. Đây đầm xanh em còn đây chị nào. Đây đầm xanh em còn một chiếc này. Còn một chiếc rất xinh này. Chị Hoàng Lương Thị. Hoàng Lương Thị, áo này là 90k nhá, 150 sale còn 90k. Đây đầm xanh đây, nếu mà chị Hoa Cỏ Mây lấy thì em chốt luôn này. Cùng đơn để mai em gửi luôn nhá, rất là xinh luôn. Đầm rất xinh chị nhá. Hàng rất là đẹp luôn này. Chất của nó chất von lụa, mềm đẹp lắm luôn nhá. Có ai lấy quần short hoặc là áo như em đang mặc không nè? Áo là 90k này mọi người này. Baby doll không có. Váy vàng treo gần váy hồng. Váy đấy bé lắm chị ạ. Váy này chỉ dưới 50 cân vừa thôi các chị nhá. Váy này tầm khoảng 45-46 cân quay đầu mặc đẹp thôi. Đấy. Váy này em mặc chật lắm. Anh chị nhỏ nhỏ em theo cho chị 8. Rồi ok. Chốt cho chị Hoa Cỏ Mây đầm xanh luôn này. Đây, các chị dưới 50 cân nhá, em chốt là em bán này cho các chị 90k. Còn một chiếc, một hai chiếc theo nốt này. Cái đầm này nó bé á. Dưới 50 cân mặc vừa thôi nhá các chị nhá. Đấy, cái chun này nó rất là bé, dưới 50 cân mặc vừa thôi. Em sẽ sale 90k cho mọi người, ai lấy đi comment hoa vàng cho em. Hoa vàng kèm số điện thoại cho em nhá. Chật lắm em không vừa. Cái váy đấy em không vừa tại vì em 50 cân cơ. Nào em qua mẫu nào các chị nào, em qua mẫu nào. Ai lấy áo như em mặc có đủ màu luôn, ai lấy thì comment màu cho em nhá. Màu với số điện thoại cho em. Thank you.
Nào mọi người chia sẻ nhiệt tình nào, em bán cái mã này này. Mã này cực hot này các chị này. Mã này cực hot luôn. Đây, sale 90k nha mọi người nha. Sale 90k cho các chị, 60 cân quay đầu này. 60 cân quay đầu mặc vừa nhá. Sale 90k cho các chị. Áo này có đủ màu này, xanh, vàng, trắng, đen. Rồi ok, chút xíu em mặc bi vàng cho mọi người xem. Đây áo này đủ màu này. Xanh, vàng, trắng, đen nhá mọi người nhá. Xanh, vàng, trắng, đen, theo 90k. Hàng Thái này, hàng Thái đẹp lắm này. Ai chốt mã này không ạ? Màu vàng này, màu trắng này các chị này. Màu vàng, màu trắng, màu đen này. Đấy. Màu vàng, màu trắng, màu đen, màu xanh luôn. Ai lấy màu nào comment màu đấy. Comment màu đấy kèm số điện thoại cho em với. Nào các chị có chốt mã này không nào? Mã này xinh này, xinh quá này các chị này. Ai lấy thì comment cho em nhé, để em qua mẫu khác nhé. Đây em sẽ mặc bi vàng này cho mọi người xem này. Đây bi vàng này các chị này. Bi vàng đây nhá. Đây, bi vàng này đang sale 99k này mọi người này. Bi vàng này em đang sale 99k. Các chị tầm khoảng 53 cân quay đầu nhá, 53 54 cân quay đầu mặc vừa này, từ 40 cân đổ lên nhá. Từ 40 cân đến 53 54 cân quay đầu mặc vừa. Quá xinh luôn này, bi vàng quá xinh luôn nhá. Sale là 99k nhá, ai lấy thì comment bi vàng cho em. Bi vàng kèm số điện thoại cho em. À chị Lục Tâm ơi, em chưa gửi đâu. Em để em chờ là em chờ cái zoom chị gửi quay. Chị gửi thì em nhận được là em gửi cho chị nhá. Em nhận được thì để em trừ luôn. Chị gửi lại cho em zoom rồi đúng không? Để em sẽ nhận được thì em sẽ trừ luôn cho chị. Đây nha, ai lấy bi vàng cho em nào. Ai lấy bi vàng thì comment bi vàng cho em nào. Bi vàng kèm số điện thoại cho em nhá. Có ai chốt mã này không? Từ 40 cân đổ lên là mặc được rồi các chị nhá. Từ 40 cân đến khoảng các chị tầm khoảng 54 cân. Cái này thì màu khác thì có đen. Áo màu hồng giống chiếc chẳng Adidas của chị. Còn không cho chị luôn đôi nhá, hôm qua mạng kèm con không đi được. Áo màu hồng giống chiếc trắng Adidas. Nhưng mà Lý lấy một cái rồi. Ừ, còn mỗi một cái thôi chị ơi, chị lấy một đôi mà. Chị ơi em chỉ còn một cái hồng thôi. Nó có hết mấy cái đấy rồi. Ừ. Hồng em còn một cái này, có phải cái này không chị Hậu? Em còn một cái hồng thôi. Em hết hồng rồi, còn một cái hồng thôi. Đen thì vẫn còn. Em chỉ còn đen thôi này. Hồng thì còn một cái nhá.
đơn chị Hồng. Hồng còn một cái có được không chị? Thôi lấy đổi sang đen, lấy đủ đủ màu luôn. Đây chị Lan ơi, bi đen đây. Bi đen này thì dài rộng hơn này. Bi đen này chị tầm 55-56 cân vẫn vừa thoải mái luôn. Bi đen dài rộng hơn nhá. Ai lấy bi đen thì comment bi đen cho em. Bi đen là 99k nhá, 99k mọi người nhá. Bi đen này các chị tầm khoảng từ 40 cân đến khoảng 56-57 cân vẫn có thể mặc vừa được. Đây, bi đen này dài rộng thoải mái. Dài rộng thoải mái luôn. Mặc các chị 1m6 đến gối luôn nhá. 1m6 mặc đến gối luôn. Đấy, ai lấy bi đen comment bi đen cho em. Một chiếc váy quá xinh luôn. Mà chỉ giá 99k thôi các chị này. Mới về đấy, mới nhiễu kìa. Có chị nào chốt bi đen không ạ? Chị nào chốt bi đen thì comment bi đen cho em nhá. Ôi, sale quá rẻ luôn. Cao 1m50 47 cân thì đẹp mà chị. Thoải mái vừa mà, hàng một size thôi chị ạ. Hàng này là hàng một size ấy. Chị vừa thoải mái nhá. Chị gần ngã tư đường đi vào Hùng Đức không chị? Ừ đúng rồi, chị gần ngã tư đường đi vào Hùng Đức đấy. Nếu mà em lấy áo thì có thể qua nhà lấy luôn nhé, đỡ phải ship nhé. Nhà chị ở đúng ngã ba luôn đấy, ngã ba đường đi vào Hùng Đức ấy. Em qua mẫu nhá, ai lấy váy bi vàng hoặc bi đen thì comment nhá. Chị ơi, cái váy đấy chỉ có 99k thôi chị Lan ơi. Gỗ ok, lưu bảo ngọc bi vàng này. Có phải gần nhà máy sản xuất gỗ đi sang này không? Nhà chị ở đối diện cái nhà bán sơn My Color nhá. Đối diện nhà bán sơn My Color luôn. Đây, một chiếc váy hồng bánh bèo này các chị yêu này. Một chiếc váy hồng bánh bèo cực kỳ là xinh luôn. Đây, quá xinh luôn này, các tình yêu này. Hay chị mà không bệt vai cũng được, mà bệt vai cũng được nhá. Quá xinh đẹp luôn, cũng chỉ 99k. Ai lấy thì comment hồng kèm số điện thoại cho em. Hồng kèm số điện thoại cho em nào. Chỉ 99k ơi, thôi em ơi rẻ quá vậy. Rẻ quá luôn này các chị này. Lấy hồng kèm số điện thoại cho em.
Hôm qua em chốt cho chị một trắng rồi, hôm nay chốt thêm một hồng nữa nhé chị nhá. Hôm nay em chỉ còn một hồng thôi. Đấy, số điện thoại của chị trên trang cá nhân đấy, bao giờ qua lấy được thì cứ gọi cho chị nhá. Đây nha, đây hồng này các chị yêu này, 99k thôi, quá rẻ luôn em. Một chiếc váy xinh như thế này mà chỉ có 99k, mua ở shop không bao giờ dưới 200k nhá mọi người nhá. Cái váy này các chị mua ở shop không bao giờ dưới 200k luôn. Dạo này Facebook tương tác kém, em thấy mọi người lúc nào cũng chia sẻ rất là nhiều cho em mà không phải tăng được view lên. Có ai lấy hồng không nào? Có chị nào lấy hồng thì comment hồng cho em nào, hồng kèm số điện thoại cho em nào. Ừ rồi, ok, bao giờ nếu mà qua lấy thì gọi cho chị nha, qua lấy sớm nha. 45 cân có vừa chị Thu Hậu ơi, 45 cân có vừa nhá. Đây, 45 cân vừa thoải mái luôn đây. Quá xinh luôn. Mà chỉ 99k. Xin chào chị Huyền Hùng nha, hôm nay em gửi hàng cho chị rồi nhá. Mà các chị mặc không bền vai cũng được. Ôi đẹp mà mặc dễ chịu sướng lắm. Xinh không này các chị này? Quá xinh luôn. Mà giá chỉ có 99k thôi. Có ai chốt hồng không nè? Ai chốt hồng thì comment hồng cho em nhá, để em qua mẫu nhá. Chả biết, comment đi thôi. Bây giờ sao mà con nhớ. Thu Hậu Nguyễn, em lấy váy đó. Thu Hậu Nguyễn. Thu Hậu Nguyễn có đơn chưa nhở? Em có thấy nhá chị Hậu, em có nhìn thấy chị mà. Thu Hậu Nguyễn chưa có đơn thì cho em xin số điện thoại với. Chị Thu Hậu Nguyễn nếu mà chưa có đơn thì cho em xin số điện thoại để em chốt nhá chị nhá. Cho em kèm số điện thoại, 99k thôi. Kèm số điện thoại cho em để em chốt. Quá xinh luôn. Quá xinh luôn mà quá rẻ. Chất von rún. Chất von rún. Đây cái chất von rún này. Chất von đẹp lắm. Chị cho em số điện thoại với ạ. Bộ hình như là bỏ ra rồi ấy. Bảo chị cho lại số đi. Chị ơi cho em lại số đi. Hồng Nguyễn đây đấy. Đúng rồi, Hồng Nguyễn. Chị ơi cho em lại số đi. Cứ cho em xin lại số. Nhiều đơn quá. Tôi ok có số đây rồi. Em thấy áo đá 100k còn, áo thái còn. Áo đá 100k em còn, 101 chị nào? Nhà hỏi đấy. Chưa nhìn thấy comment.
Em ơi còn áo phong thái. Em còn đấy chị Hương Nguyễn ơi, còn còn chị ạ, còn đủ màu luôn. Phong rộng một số mã qua em like đấy chị. Phong rộng thì hiện tại là nhé, chỉ có mẫu những cái mã phong đấy thôi. Đây nào các chị ơi, một mã váy hoa rất xinh này. Mã này các chị 57 cân quay đầu nhá. Từ 40 cân đến 57 cân, 56, 57 cân. Tại vì dáng này dáng hơi xòe ấy. Nhá, 99k váy này. Đây 99k này. Một hoa đỏ và hoa vàng này. Chị nào lấy thì comment nhá. Comment màu kèm số điện thoại cho em. 45 cân rồi ok. Rồi ok, cảm ơn Yến Chi nha. Cảm ơn Yến Chi rất là nhiều nhá. Cảm ơn em nha. Đây nha các chị nhá. Váy này thì 99k thôi, ai lấy thì comment cho em. Chị nào lấy thì comment cho em này, em có màu vàng với lại là màu hoa đỏ như em đang mặc nhá. Màu vàng với lại hoa đỏ này, 99k các chị từ 40 cân đến khoảng 55, 56 cân quay đầu mặc thoải mái đẹp nhá. Thoải mái đẹp luôn, rất là xinh luôn. Chị nào lấy thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Năm 7 cân mặc được chị ơi. Váy này 57 cân mặc thoải mái nhá, mặc được nhỉ. Rộng rãi thoải mái. Thoải mái luôn. Rồi ok, chị cảm ơn em rất là nhiều nha. Có gì ủng hộ chị nhá. Đây nào, ai lấy váy này thì comment màu cho em này. Màu kèm số điện thoại cho em này. Chỉ với giá 99k. 99k cho một chiếc váy xinh đẹp. Có chị nào chốt mã này không? Trong đấy map đi làm gì? Không biết. 99k một chiếc váy xinh đẹp này. Có chị nào chốt không nào? Quá xinh mà lại quá rẻ luôn. Chị mặc maxi chị ơi. Nếu mà các chị cao 1m6, 1m7 trở lên thì mặc maxi đẹp này. Rồi ok, Nguyễn Thị Mai váy em đang mặc. Đây các chị 1m6, 1m7 mặc maxi đẹp, em có maxi này. Ok, em chốt cho chị Mai váy em đang mặc nhá. Maxi này rất là đẹp luôn, cũng chỉ 99k nhá.
Đó. Rất là đẹp luôn maxi này mọi người này. Vầy xuông à, mình đang bầu. Năm bảy cân cam hết bao nhiêu hả chị Mai? Mày đến 57 cân thoải mái. Lưu Bảo Ngọc, mẹ ơi bi vàng. Đây con đọc không? Lưu Bảo Ngọc 098 0938 này. 098 38 731 731 08 0938 38 731 08. Bác Hiền bảo cho bác mẫu váy đang mặc nhé. Bác Hiền không vừa đâu, bác không vừa đâu. Đây nha các chị nha. Đây, váy em đang mặc này maxi rất là đẹp này. 53 cân quay đầu này các chị này. 53 cân quay đầu. Ai lấy thì comment nha. Comment hoa màu này, màu be. Hoa be kèm số điện thoại cho em nha. Hoa be kèm số điện thoại cho em. Hoặc là comment hoa kèm số điện thoại cho em. Có phải cái nắng hoa đỏ nền đen, hoa đỏ nền đen này không biết bác Hiền được không? Chị kia 57 cân cao 1m53 thôi mẹ ạ. Vừa nhỉ. Rồi ok chị Hậu ơi, sáng mai gửi ảnh cho em nhá. Chị Thu Hậu ơi, sáng mai gửi ảnh cho em nhá, để mai trưa mai là hàng đi rồi, nên là mai chị gửi ảnh cho em để em chốt nhá. Chị muốn mua áo nào thì có thể inbox luôn bây giờ nhá. Nếu mà còn em bỏ luôn vào đơn cho. Đây váy này mặc qua buổi sinh luôn này các chị này. Năm ba. Năm bảy cân. Mét 53. Đây nha, có ai lấy á? Váy này thì comment cho em này, 99k này các chị này.
Ai lấy thì comment nhá. Rồi ok Yến. Đây nha các chị có muốn mua quần lụa không nào? Em bán quần lụa cho các chị nào. Quần lụa đẹp này các chị yêu này. Quần lụa đẹp có rất là nhiều màu luôn. Em sẽ mặc cái mã này cho mọi người xem nhá. Thế thì chị bảo gì? Bảo là cái bộ áo trắng quần kẻ tộc còn không? Chị có 4 3 cần. Còn áo trắng quần kẻ cầu em còn nhé chị Hậu nhá. Cho chị một chân váy size S. Chân váy nào hả chị? Chị chốt chân váy nào S để em gửi. Ship đồng giá 30k trên toàn quốc cho mọi người nhá. Rồi, bộ đấy là hôm nọ là trong cái túi của chị ấy mà. Đây nha mọi người nha, đây nha, em sẽ bán quần suông này. Quần rũ nhá. Đó. Còn sơ đúng cho các chị. Đây, có màu be, màu dê và màu đen này. Màu be, màu dê và màu đen nhé chị nhá. Quần này chỉ 80k một quần thôi. 80k một quần. Các chị tầm khoảng 55-56 cân quay đầu mọc vừa nhá. Từ 40 cân đến 55-56 cân quay đầu mọc vừa này. Màu đen, màu be và màu dê nhá. Kể rồi ok chị Thu Hồng Nguyễn bộ kể. Đây nha, quần này các tình yêu này, quần có đen này, be này, rêu này. Màu đen, màu đen. Màu đen, màu be, màu rêu nhá, quần như đang mặc này. Rộng rãi thoải mái luôn. Quần mặc sướng luôn nhá. Quần đũi nha mọi người nhá, 80k một quần thôi. 80k một quần đấy chị này. Chất đẹp luôn nha, màu rêu này. Chất sướng luôn. Hàng Quảng Châu chất đẹp lắm luôn ạ. 80k một quần này, ai lấy thì comment cho em này. Cho chị thêm cái quần lụa rêu nhé. Rồi ok, chân váy đen nhưng em cho chị, cho chị chân váy. Chị muốn mua chân váy đen xòe là ôm mà chị. Rồi ok, chốt rêu cho chị mặc ái.
Quần sóc kẻ. Quần sóc kẻ thì chỉ có bộ thôi chị ơi. Em chốt đây cho chị mặc áo rồi nhá. Đây có chị nào lấy 3 màu này nữa không nào? 80k một quần thôi nhá mọi người nhá, chất đẹp miễn chê luôn. Chất đẹp xuống luôn nhá mọi người nhá. Chất đẹp xuống luôn. Mà chỉ 80k nhé. Nhà em bán 80k chứ các chị mua ở các chỗ khác toàn trên 150 luôn. À, toàn trên 150 luôn, hàng Quảng Châu đẹp như thế này. Ai lấy nữa thì comment cho em nào. Comment màu kèm số điện thoại cho em nào. Đây, cái kiểu giả váy thì em có những cái mã này này các chị này. Mã này đẹp này các chị này. Mã xòe này. Mã xòe này các chị này, mã xòe đây nhá. Bên trong đều là quần hết. Hàng nhà em bên trong đều là quần hết. Đây. Mã này quá xinh luôn. Đây mã này này, chị chiếc tô này. Đây nha, một số mã quần giả váy nha em nhá. Bên trong đều có quần như thế này hết này các chị này. Bên trong đều có quần hết. Đây, mã này là 130 này. 130k này các chị này. Đây, rất là mềm mại luôn. Mã này mềm mại xinh lắm này. Mã tầng này mềm mại xinh này. Dễ mặc áo nhá. Rất là dễ mặc áo luôn. Em mặc thử cái mã tầng này cho mọi người xem này. Giả váy quá đẹp luôn này. Chỉ 120 nhé mọi người nhá. Mã này chỉ 120 thôi. Hai size S và M. Size S các chị tầm khoảng 46 cân, 46 47 cân. Size M các chị 48 đến 50 cân nhá. Hai size S và M, ai lấy thì comment cho em này. Ai lấy quần váy thì comment cho em. Đây có chị nào lấy quần váy không? Ngoài ra em có cả dáng quần váy ôm này nhá. Không phải ôm là dáng chữ A này. Và
gắn chữ A để lấy cho chị này. Đấy, gắn chữ A này nữa nhá. Ai lấy thì comment cho em. Rất là đẹp luôn. 120 luôn nhá mọi người nhá. Thế chị bán giá siêu sốc chưa rẻ luôn. Ai chốt mã này không nào, để em qua mẫu khác cho mọi người xem nào. Chân váy này là 120 chị Vi Trang ơi. Đây, hai mã này đều 120 hết này chị này. Đây nha, bán nốt cái mã này này các tình yêu này. Bán sale cho các chị nhá, 55k này. 55k các chị 53 cân, 52, 53, 54 cân quay đầu mặc vừa. 52, 53 cân quay đầu mặc vừa này. Chiều nay cô kiện lấy áo ngoài đúng không? Đây em có 2 chiếc này. Sale nốt này. Chị nào lấy comment hoa kèm số điện thoại cho em. 53 cân quay đầu mặc vừa nha. Màu nó nét đẹp lắm ở trong ảnh. Áo như em mặc vừa nãy chỉ có màu trắng thôi chị Thuần ạ. Màu ở bên ngoài đẹp hơn nhá. Hoa này màu bên ngoài đẹp hơn. Còn 2 chiếc nha, 1 chiếc em treo đây. Chân váy đấy có size. Hình như không có size mặc vừa đâu. 54 cân. 54 cân thì không vừa đâu chị ạ. Cái này nó chỉ có size M chị ạ, nó không có size L. Nào có ai lấy áo này không, em sell nốt nè. Sell nốt 50k. Yeah. 55k là đây là sốc tốt luôn rồi. Chị mặc vừa mà chị Hậu. Rộng gì? Hôm nay cô lại có 45 cân. Cao. Lại còn cao. Mà cô ấy mặc vừa như thế. Em mặc có 55k thôi. Áo em mặc là 55k. Cái hoa này bé hơn này. Con này có size đấy. Thì áo con đang mặc hình như thế. Em lấy cái chị đang mặc. Hậu Nguyễn lấy một cái. Rồi, ok. Cho chị Trương Hậu Nguyễn còn một cái này. Em còn 2 cái này. Cái như hoa em cầm nhá. Hoa em cầm và hoa như em mặc. Đây, để con mặc thử cái này. Nào trở lời.
55k, ai lấy nốt không? Em bán cho các chị có đơn rồi nhá. Tại vì là các chị mà mua một cái 55k em cũng không ship, không bỏ ship. Con này nó nhẹ nhàng mát lắm. Màu phải tôn da. 53, 54 cân vẫn mặc được. 45, 43, 44, 45 cân vẫn mặc được. 50 cân này. Con người con cũng không có. 50, 52 cân. Đây, ai lấy cái anh em đang mặc thì comment là màu em mặc nhá. Màu này em vừa mặc trước đây. Chân này em mặc chỉ có đen thôi. Đây, chốt cho chị cái thi ốc cái em đang cầm này nhá. Vòn lụa rất là mềm luôn. Còn một chiếc em mặc này. Còn một chiếc em mặc ai lấy nốt không? 55k thôi. Chị Thuần có lấy nốt không? Xin chào chị Kim Thoa Đăng. Áo em đang mặc là 55k, chị nào lấy nốt không nào? Các chị có đơn rồi nhá, tại vì là một cái không bao gửi áo này, một cái không bao gửi, không bao ship. Rồi ok, chị Kim Thoa Đặng có đơn rồi hết. Trang áo dây. Em hết rồi nha. Đây nha mọi người nha. Chuyển sang bán áo dây này các chị này. Chuyển sang bán áo dây các chị mua để mặc trong nhá. Hoặc là mặc một mình nó cũng được này. Mặc đi chơi này. Đó. Ví dụ mặc trong ấy, ai khi mặc kiểu sơ mi kẻ ấy. Hoặc mặc ở nhà hoặc là mặc chơi đẹp. Áo dây 40k một cái nhá. Ai lấy comment cho em. Đằng sau lưng hơi kín luôn. Đấy. Sau lưng hơi kín luôn nhá mọi người nhá. Đấy. Rất là đẹp, 40k một chiếc này. Ai lấy áo dây comment cho em. 51 cân khoai đầu nhá mọi người nhá. Chị Hậu em hết rồi. Áo dây hàng Thái này. Chị Thu Hậu Nguyễn một áo dây rồi, ok. Cho chị Thu Hậu Nguyễn một áo dây này. Ai lấy áo dây không nào? 40k nhá. Áo dây em đang mặc hàng đẹp cực luôn. Siêu mát luôn này, hàng da da đẹp này các chị này. Hàng đẹp luôn nhá, 40k ai lấy comment này. Có, mã nào nhà em có mà. Nhà em gì cái gì cũng có. Rồi ok. Nào có ai lấy áo dây nữa comment nào. Chị nào lấy áo dây comment là 40k nhá các chị nhá. 40k một áo dây như em đang mặc. Rất là đẹp luôn. Ai lấy comment nào. Comment áo dây kèm số điện thoại cho em. Các chị có đơn rồi nhá. Không thì các chị có thể mua từ 2 áo dây trở lên. 40k quá rẻ luôn. Em sale rẻ luôn cho mọi người nhá.
Áo dây này chỉ có kiểu này thôi nhá, Yến Chi nhá. Váy có. Có chị nào chốt áo dây nữa không nào? Chị ơi, đơn của chị vẫn còn ở đây, có gửi luôn không? Để mai em gửi cho. Áo dây chỉ có một màu như thế này thôi. Còn hẳn mấy cái ở kia kìa, không phải còn một cái đâu, không còn mấy cái kia nữa. Qua mẫu nha mọi người nha. Năm mốt cân mặc vừa thì được tặng không mặc được à? Năm mốt cân vẫn mặc được mà chị, 50, 51 cân, năm nói chung là tùy. Zoom là 150, nó có nhiều loại zoom á, mà chắc là chị vẫn vừa thôi. Nó co giãn mà. Tiếp một mã áo này này các chị này, mã này em có hai màu nhá, trắng với lại đen. Trắng đen này các chị này. Đây, tiếp cái mã này có hai màu trắng đen này. Áo rất là xinh luôn. Ngày hôm qua nó đuổi mẹ nó đi rồi, mẹ nó bị náo anh chị ở nhà, đây là mẹ tế mà. Em cùng ăn à? Bố có cho là ăn đêm, ăn em đêm đi, nó thêm họng ấy. Mẹ làm là ốm hết. Lần trước đã bị tốt kem. Nào các chị ơi, có ai chốt mã này không nào? Mã này bao nhiêu tiền? 80k nhé mọi người nhá. 80k có hai màu trắng đen. Đây, các chị có thể mặc như này cũng được này. Không nhất thiết là phải mặc dây đâu mọi người nhá. Đây rất là xinh luôn. 80k hai màu trắng đen này. 55, 56 cân thoải mái nhá. Thì là 60 cân vẫn vừa nhá chị nhá. Áo này kiểu nó dáng váy xòe như thế này này. Thì là 60 cân cũng có thể vừa luôn. Và 40 cân mà cũng được. Nào có ai chốt mã này không nào? Ai chốt mã này comment. Comment để em biết. Nó lại cho mẹ kế nó. Đây, ai lấy cái này thì comment cho em nhá, hoặc là sau đây các chị có thể xem lại like, chụp màn hình inbox cho em nhá. Em like nốt mẫu này nghỉ nhá mọi người nha. Mai em chốt đơn, mọi người muốn lấy gì thêm thì các chị lúc em chốt đơn các chị có thể bảo em thêm vào, hoặc là chụp màn hình nhá, chụp màn hình inbox cho em nhá mọi người nhá.
Đưa cuốn đổ cho nó. Hả? Này, cầm luôn cả này hướng nào. Cầm cả này hướng nào ăn. Đơ được mà. Ly hỏi chị xem đỏ. Chị biết đang bỏ gì nhỉ? Các chị có muốn mua sóc bò không? Chị biết đang bảo gì? Chị biết đang bảo có gì chị giúp cho em hỏi em chẳng hiểu. Đây có ai muốn mua sóc bò không này? Sóc bò giấy này các chị này. Sóc bò giấy nhé mọi người nhá, sóc bò giấy này. Đây, nó có cả mã rách và mã không rách. Đây, sóc bò giấy này chất rất là mát luôn nhá. 60k một quần đó chị, các chị này. 60k một quần. 55 cân đổ lại nhá. Bộ dung có tay. Bộ dung có tay thì lại gọi là sóc của chị Huyền ạ. Nó lại không phải là dài ngố như thế này. Dung có tay em chỉ có bộ một bộ quần rồi, quần cộc thôi. Đây nha, sóc bò thì em có hai loại này. Có sóc bò giấy thì có loại rách gối và có rách gấu nhá. Tua rua gấu ấy. Có không tua rua gấu. Chỉ có 60k một quần thôi. Các chị từ 40 cân đến 55 cân. Từ 55 cân đổ lại. Trần Thu Hà áo đang mặc màu đen. Cho em số điện thoại chị Trần Thu Hà ơi. Trần Thu Hà cho em xin số điện thoại đi. Đây các chị này, sóc bò giấy này. 60k một quần nhá, quá rẻ luôn. Chất co giãn như thế này cơ mà. Đẹp mà rẻ lắm. Quá đẹp luôn, quần quá đẹp luôn mà rẻ lắm nhá chị nhá. Chỉ 60k thôi. Chị Hà ơi, chị có thể cho thêm quần sóc này mặc với áo này rất là đẹp này. Quần sóc mặc với áo xinh lắm này. Đây, 60k một quần nhá. Ai lấy quần thì comment cho em. Các chị 55 cân quay đầu là mặc được nhá. 55 cân quay đầu. Đây, sau này các chị mua gì thì cứ inbox cho em nhá. Xin chào tất cả các chị nhá. Chúc mọi người ngủ ngon nhá. Mai em lại tiếp tục live xả, live sale, lại lô vỗ luôn. Nên là mai mọi người lại vào xem nhá. Hello, xin chào mọi người. Xin chào tất cả các chị nhá.